Ok, xin chào anh em, chào mừng anh em đến với Fit All in One. Hôm nay mình giới thiệu cho anh em cái game mới, bản demo nha. Car Michelin Simulator. Nó là một game về, mô tả sơ sơ cho anh em, đây là một game về spa, xe, chăm sóc xe, vệ sinh xe. Nói chung là mình sẽ là thằng rửa xe, ok. Nếu như anh em chán các công việc mà phải đi nhặt những chiếc xe cũ về độ lên của Mercedes Simulator thì mình nghĩ mùa dịch này chúng ta sẽ đi làm thằng sửa rửa xe. Ok, IT 18 năm giờ đi làm thằng rửa xe nè. Nó sẽ giả lập cho anh em các bước để chăm sóc một chiếc xe, bao gồm rửa xe, vệ sinh, đánh bóng, vân vân và mây mây. Ok. Anh em thấy có gì lạ không? Hình như toàn bộ tiếng Việt đúng không? Yeah, đợi game này phát hành anh em sẽ có tiếng Việt. Nếu anh em thích chơi, mình sẽ chia sẻ cái link để mình sẽ chia sẻ cái phiên bản tiếng Việt này, hướng dẫn anh em cách cài bản tiếng Việt này vào. Và khi mà bản phát hành mới ra thì mình sẽ có phiên bản tiếng Việt dành cho anh em. Mất cả buổi tối, bây giờ hơn 1 giờ sáng rồi, gần 2 giờ. Tổng cộng nó có hơn 700, gần 800 dòng tiếng Anh, gần dịch. Mình Việt hóa được khoảng 80% rồi. Mất hết từ chiều tối đến giờ. Rồi, bắt đầu chơi game thôi. Đây là bản demo nên sẽ có nhiều thiếu sót nhé, có nhiều lỗi và nhiều chỗ mình phải viết tiếng Việt không dấu do nó lỗi ngôn ngữ. Ok, đây phần bên trái màn hình của anh em phía trên là hướng dẫn AS, W là tới, S là lùi, AD này, giống như mấy cái game khác thôi. Rồi đến cái vòng này, C là cúi xuống này, nhấn nút cách là kiển chân lên nha. Đó, anh em thấy kiển chân lên không? Ví dụ như xịt cái nóc xe thì mình phải kiển chân lên mình mới xịt được á, rửa. Rồi bây giờ C cúi xuống xong rồi nhấn giữ C này, cúi xuống xong rồi nhấn chuột trái để nhặt điện thoại lên, giữ left shift để chạy. Đó, để tăng tốc đi, bây giờ đi bình thường nè, tăng tốc nè, đi bình thường nè, tăng tốc nè, ok. Cơ bản là thế. Rồi bây giờ nó làm cái gì? Nó kêu mở nhấn chuột trái để mở máy tính. Rồi nhấn vào đây để chọn nhiệm vụ. Toàn bộ tiếng Việt hết rồi nha. Chiếc này bị dính bùn. Nó kêu mình là nhiệm vụ sẽ là rửa xe. Ok. Ta chỉ cần biết thế thôi. Được 200 đô. Mà bây giờ đặt chiếc xe ở đây. Rồi đến điểm đánh dấu để lấy công cụ rửa. Đây, bộ vệ sinh thân xe là đó, công cụ rửa xe ra đây. Rồi nhấn cái con lăn của chuột đó. Sau đó anh em chọn kho đồ, chọn máy phun bọt. Đó, nó có clip hướng dẫn này. Giờ phun bọt lên. Mấy chỗ rửa xe em bình họ không có phun bọt trước đâu. Mà họ phun nước. Nhưng mà ở nước ngoài họ sẽ phải phun bọt trước. Tại vì anh em biết sao, bọt cái bọt này nó sẽ làm mềm cái bùn đất ở trên xe, và khi anh em xịt nước á thì nước nó sẽ là áp suất rất là cao, nó sẽ không bị xước sơn xe. Nước ngoài làm chuẩn hơn Việt Nam mình nhiều, mà Việt Nam mình mấy chỗ spa xe mới làm chuẩn thôi, còn mấy chỗ âm binh ở ngoài rửa xe mấy chục nghìn ẩu lắm.
Em nhấn nút cách để kiển chân lên nha. Sao cái nắp này không được à? À đây à. Anh em nhìn bên phải, nhìn bên phải góc góc phải phía trên kìa, anh em thấy rửa xe không? Thì nó cái vòng xanh nó chạy được một nửa nghĩa là chúng ta đã phun bọt xong rồi. Và bây giờ nhấn mở menu này, kho đồ, máy phun áp lực này, rửa này. Em thấy bùn đất rơi xuống không? Trong game thì tất nhiên nó không thể nào chuẩn như bên ngoài rồi. Bên ngoài mình nghĩ họ sẽ chăm sóc kỹ hơn nhiều. Để nhưng mà rửa xe đắt tiền. Còn rửa xe mà nó mấy chục thì mình nghĩ không 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 họ không làm kỹ đâu. Xe gì vậy? Hay bốn cái dòng giống Audi quá vậy. Không biết game này được phép Việt hóa nha. Nhưng mà không biết khi nào nó mới cho ra mắt. Đó, rồi xe xong rồi. Giờ mình đến điện thoại. Ủa, IT 18 năm giờ đi làm thằng rửa xe. Giờ giao xe thôi, xong việc rồi. À, nhấn nút cách để chụp kiểu ảnh nha. Mình sẽ bỏ lên cái bức tường kỷ niệm á. Anh nhấn AW để di chuyển để chụp ảnh cho đẹp nha. Em thích góc nào thì em chụp góc đó. Mình sẽ chụp góc nghiêng thành thánh. Shift Control, Shift Control lên xuống. WS là tới lùi này. AD là trái phải này. Chuột trái đấy, gắn ảnh lên nè, xong việc nè. Được 200 đô với lại được 200 kinh nghiệm nha. Audi đi mẹ, là Audi đi đủ má Aburi. Xàm chó. Thời gian là 4 phút 48 giây, chắc sợ bị kiện. Công việc xong 1 trên 1, ok. Đi tới bức tường ảnh nè. Làm gì? Nhấn bức ảnh này. À, để xem lại là trước sau nè. À, trước nè, bệnh không? Sau nè. Ghê 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 ghê. Thoát đi. Sử dụng menu tròn thì nó sẽ là sử dụng bánh con lăn nha. Nhấn con lăn xuống một cái. Nhấn lăn xuống vô cửa hàng. Mua bộ vệ sinh bánh xe. Nhìn máy tính. Rồi, nhận nhiệm vụ tiếp. Lốp bẩn mình ghi mẹ nhầm thành lốp bản này. Lốp bẩn. Lốp siêu bẩn. Nhận đơn. Đạp xe xuống. Wow, xe có xuống có chị. Siêu nạp.
nó sẽ siêu mạnh. Giờ ra đây lấy công cụ, rồi ra đây nó hướng dẫn nè, chà bánh xe. Mình dịch nó hơi thô tí. Ok, bỏ qua đi. Rồi, anh em chỉ vô bánh xe, lấy công cụ. Công cụ rồi, bàn chải rộng, bàn chải hẹp. Mình sẽ sửa lại là bàn chải thô, bàn chải mịn nha. Ok, vậy đi. Anh em cầm cây này, nhấn vô bánh xe này. Đó. Nhấn chuột giữ, đợi vòng xanh chạy xong là chà xong. Anh em mà thả giữa chừng này là không xong nè. Đó, hoặc quẹt một đường để cho cái trắng bùn này nó rơi hết bùn xuống rồi. Không là cầm cây này chà. Sau khi chà xong mũi, sau khi chà xong anh em thấy mình đã được 25% trên cái làm sạch lớp xe chưa đó. Rồi, ép kép ra đi qua bánh khác. Mình còn đi mua xe cũ về mình spa lên, dọn lên xong mình bán nè. Quét không chà. Bánh xe bóng chưa? Này không biết có workshop không? Nè, được được 50% à, được một nửa vòng tròn à. Đi qua bên đây. Anh em nhìn thấy vòng tròn không? Cầm quạt, cứ lấy quạt qua nha. Rồi. Nó ngược với về bên kia. Rồi, được 75% kìa anh em. Qua đây. Chọt tiếp. Rồi, quẹt qua. Chà tiếp. Xong rồi, xong việc này. Đó, xong việc rồi. Ép đi ra. Lên điện thoại kết đúc đơn hàng. Có. Chụp ảnh cái. Gắn nó lên. 3 phút 32 giây. Được nhiêu tiền? Rồi đủ máy gửi xe 4 triệu. Đâu 100 đô là 2 triệu 3, 2 triệu 340 ngàn, 2 triệu 680 ngàn, 4 triệu, 4 triệu 680 ngàn. Má chà, 4 cái bánh xe đồ má giàu gì. Này mau làm tỷ phú lắm nè. Đây, nó bị lỗi chữ nè anh em. Lỗi phông chữ nè. Chữ tiếp tục của mình nè. Game demo chỉ được vậy thôi. Nhấn E. Không vô xe. Wow. Nhìn giống con Mercedes á. Động cơ V8 nè. DOHC. 10.000 đô, 10.500 đô. Rẻ gì? 340 mã lực. 431 Newton mét. Lốp xe 20 inch. Mua. Đặt xe ở đây. Giờ nó kêu làm gì? Mở cửa xe ra. Nhìn thấy đống rác. Giờ mình vô kho đồ. Lộn.
nhiều cửa hàng, mình mua bộ vệ sinh nội thất nè, xin nội thất nha. Đó. Hướng dẫn xịt bọt tuyết lên xong rồi lấy máy hút bụi hút. Thật ra máy đó đúng là máy hút nước. Mình để là máy hút bụi đi ha. Rồi. Giờ lấy công cụ. Mình lấy cái thùng rác nè. Bên kia xa quá không tới, anh đây xong anh em lăn cái con lăn trên chuột á để đổi phong cụ. Giờ mình sẽ xịt bột tuyết nè. Xịt hết rồi, lấy này hút. Đẹp hơn chưa, sạch hơn là liền. Nhiệm vụ này anh em sẽ phải vệ sinh nội thất xong rồi bán con xe này đi, không biết được lãi nhiều nhiều không. Rồi, thoát ra anh em thấy hai ghế khác hẳn chưa, sàn anh về sẽ phục tiếp. Rồi, quanh đây mở cốp lên sẽ viết tiếp, nó có cái thảm mở cốp nè, mình tìm gần chết nó mới ra đó. Mình kêu quái sao vậy, vẫn còn một đoạn chút xíu chưa xong, xong mình ngồi mình chà ghế chà đi chà lại hoài, cuối cùng gã cốp mở lên nguyên tấm thảm cho hay cây vãi. Nó thảm sạch chưa, sạch tiếp ghế này. Xong rồi, xong rồi, không đem xe đi bán rồi. Trời, má ai gì. Xong rồi. Giờ mình ra điện thoại để mình bán xe nha. Chiếc xe thứ ba hoàn thiện. Để bán chiếc xe hơi hãy mở cửa hàng thông qua menu bánh. Menu bánh là menu tròn á, nhấn vô. Tí mình sửa lại. Cửa hàng này. Chọn xe này. Giá mình lấy bán là 12.600 nè. Long long là dài nè. Em chụp hình lại. Chọn giá bán nè. Thời gian bán được xe sẽ là dài nè. Rồi, bán đi. Rồi, tắt ra. Đợi xíu nó bán. Rồi, bán được xe rồi. Giờ vô. Vô cửa hàng. Dẫn vô chiếc xe mình đã bán.
được thưởng 12.900. Thời gian làm việc hết 5 phút 30 giây nè. Rồi, từ nay bạn có thể tự đảm nhận những nhiệm vụ mới. Xin chúc bạn vui vẻ. Ok, đây là phần demo của cái game này. Car Challenge Simulator phiên bản demo. Ok, nếu anh em thích những clip mà này về cái game này á thì anh em hãy like và subscribe kênh mình nha. Mình sẽ xem và mình là chơi cho nó xong cái phần demo. Chắc chơi được 1 2 3 2 clip nữa là hết rồi. Xong bắt đầu mình đợi ra phiên bản mới, phiên bản chính thức thì mình sẽ mua và mình sẽ về việc hóa share cho anh em. Ok, bye bye anh em. Hẹn gặp lại anh em một clip tiếp theo. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.